Hello cả nhà nha, thì hôm nay là 27 Tết và đây là chợ Bến Thành ha cả nhà. Đây là cửa trước ha, thì một hồi mình sẽ vô mình coi là trong chợ Bến Thành. Những ngày giáp Tết này thì nhìn kinh doanh buôn bán cũng như là nhu cầu mua sắm Tết của người dân Sài Gòn như thế nào ha. Thì đây trước ngay chợ Bến Thành đang có một cái lễ hội xuân, thì có rất là nhiều sự kiện bên này ha. Thứ nhất đó là khu vui chơi văn nghệ ha, ca hát nhảy múa. Cái thứ hai là những cái khu ẩm thực. Tiếp theo đó là những cái phần mà check in chụp hình ha, những cái dịch vụ cho công việc chụp hình check in của người dân. Ngay cửa Tây các bạn trẻ chụp hình check in Tết ha. Để coi các tiểu thương trong này thì kinh doanh buôn bán mùa Tết ra sao ha. Phải kiên trì lắm. Các bạn quay chắc quay TikTok hay là quay thời trang. Có khách Tây nè cả nhà ha. Có mấy anh vlog người nước ngoài, người Hàn Quốc hay sao. Khá là nhiều khách Tây nè ha mọi người. Rất là đông khách Tây luôn ha. Dịp Tết này việc du lịch của Việt Nam phát triển khá là tốt ha. Đó, khách Tây lại mua hàng rất là nhiều. Hoặc là họ cũng đi tham quan cho biết ha. Rất là nhộn nhịp luôn cả nhà. Thì đa số các quầy hàng thực phẩm như vậy thì sẽ thu hút khách mùa này ha mọi người. Đó. Hình như cái bạn hay bình luận về hoa hậu từ Thái Lan qua chơi. Em Việt Nam. Đi quay cập nhật chơi chơi. Anh bán cà phê. Xây tại chỗ luôn. Thơm.
nhiều loại cà phê lắm anh bán. Đây là chắc nguyên một nhóm bệnh nhân đi sửa mũi ở Việt Nam. Ai cũng đang sửa mũi hết trơn, phẫu thuật mũi. Rồi. Đi qua Việt Nam phẫu thuật xong ghé chợ mua đồ. Rất vui ha. Cái phẫu thuật ở Việt Nam phát triển cho nên là các bệnh nhân từ các nước khác lại Việt Nam để phẫu thuật rất là nhiều. Thẩm mỹ. Đây là vô cái khu mà trái cây rồi đồ thực phẩm tươi ha, sẽ ăn được tại chỗ. Đây là các cái quầy đồ ăn. Trời ơi, ai vậy? Ủa, sao vậy? Đi vòng vòng chơi. Ủa, em vô đây chơi hay sao? Ừ, bán trong đây. Bán đâu? Quầy hàng nào? Quầy nào về hả bé? Bán tới 30. Bán tới 30. 2 ca, nhưng mà 2 ca nửa buổi. Ồ. Đây nè, cái anh này ảnh bán đồ trong chợ nha mọi người. Quầy này bán ngày Tết là sao? Bánh mứt kẹo. Bánh mứt này là hợp với Tết rồi, bán ok không? Năm nay sao? Dạ, năm nay nói chung ra là ổn. Ổn hả? Giá cả sao? Thì cũng có khách đồ á, quốc tế đồ với lợi kiều bào đồ á về á. Ồ. Ăn Tết Việt Nam rồi ra chợ truyền thống này nè, mua ủng hộ cho tụi em. Ồ. Chứ tụi em á sụm nụ 3 năm rồi. Sụm nụ 3 năm dịch đó đúng không? Dạ. Xong rồi. Năm nay có thấy. Năm nay là thấy là tươi, nói chung là tươi được một chút. Nhưng anh thấy là quá trời khách Tây, sao bữa nay đông hay là những ngày cuối năm mới đông hay là dạ, sao? Từ lúc mà kiều bào được về nước tới bây giờ là đông rồi. Ngoài đằng trước có đợi co đồ á, chụp đồ này kia đồ đó. Xong rồi cái người ta tiện người ta ghé vô tham quan luôn, người ta mua luôn. Cũng hay ha, ở đây thì kiểu đồng bào đi xa quê cái về người ta nhớ chợ Bến Thành thì quê hương của họ. Mấy năm dịch đó, ta đâu có về được đâu. Sáng giờ bán nghe, nhiều. Nghe nói nghe giang hồ đồ hùng là đồng bào năm nay về nhiều. Vậy đó hả? Dạ. Thấy nghe mấy báo đăng là kẹt sân bay hết trơn, nó về đông lắm. Vậy là sau 2 năm dịch năm nay được về. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chế. Buôn bán đắt hàng nha. Cảm ơn. Đó quầy gì? Quầy Hương Xuân 949991. Đó, như một số anh chị tiểu thương cũng có chia sẻ vừa rồi thì tình hình năm nay là kinh tế cũng ở trong nước thì khó khăn, nhưng mà được cái là sau 2 năm thì kiều bào sẽ về nước, do đợt này là hết dịch. Chứ năm ngoái trở đi là còn dịch và còn khó khăn không có về nước được. Cho nên cái lực lượng kiều bào về nước tiêu thụ hàng gọi là xa xỉ ở trong chợ Bến Thành thì sẽ tăng lên ha. Tại vì chợ này thì những cái người mà gọi là có tiền chút thì họ sẽ ghé để mà mua những cái mặt hàng gọi là cao cấp một xíu. Đó. Thì đó là một cái cũng là hay, cũng là mới lạ so với các năm trước rồi mọi người.
Chứ để mà kinh tế đang khó khăn như vậy thì người mà ở đây thì họ thuần ở đây thì họ sẽ ít không có chọn ghé chợ Bến Thành. Tại chợ Bến Thành thì dù sao thì cũng cái giá cả nó cũng rất là cao, tại nó nằm ở trung tâm ha. Quá trời bánh kẹo ngày Tết nè. Wow. Alo. 9 giờ. Dạ không, đi quay vlog thôi. Buôn bán sao chị? Dạ. Mấy cái đồ mặt hàng Tết nè. Qua phỏng vấn rồi, phỏng vấn. Cho anh hỏi tình hình kinh doanh đợt Tết này như thế nào, nghe nói kiều bào về nhiều, mình buôn bán sao? Nói chung hả, khách thì cũng có khách lai ra, nhưng mà đa số người ta đi tham quan được, không ít người mua lắm à. Kiểu hả, bây giờ thời đại tiên tiến mà, cho nên là mấy cái đồ này bây giờ ta đã trên mạng không. Vậy đó ha, là những cái của mình là thực phẩm kiểu cũng để lâu được, thành ra là người ta cũng mua trên mạng nhiều, kiểu giao trực tuyến được đúng không? Chứ không phải là những cái phải ăn tại chỗ. Dạ. Nó cũng hơi bị cạnh tranh phải không? Dạ đúng rồi. Kiểu vậy. Của em là cửa hàng Ngọc Trâm hả? Dạ, Ngọc Trâm, Mai Hương, hai chị em. Em là Ngọc Trâm, chị này là Mai Hương. Vậy đó hả? Em thì em bán cà phê, trà nè, còn chị này được bán là Ồ, có cái gian hàng mà chia đôi hai chị em cùng với nhau làm. Còn mẹ em thì bán bánh kẹo rồi. Bánh kẹo, hạt dừa. Hạt dừa, mứt Tết nha mọi người. Dạ, Mỹ Chi. Mỹ Chi nha. 60. Ba má con luôn. Dạ, cưng quá trời. Ba má con có ruột không? Hay là má con nhận hả? Dạ, ruột. Ruột luôn? Ruột. Ngọc Trâm dễ thương quá nha, cả nhà. Rồi, cảm ơn em nha. Một tiểu thương cho biết. Cảm ơn. Đó thì cũng có mấy anh chị bạn bè trong cộng đồng LGBT nè, thì rất là vui tính ha. Khi mà mình thấy mình quay thì các bạn cũng chia sẻ luôn những cái câu chuyện kinh doanh của mình. Đó là một trong những cái cập nhật của kênh Phố Xác Sài Gòn ha, về chợ Bến Thành những ngày giáp Tết như thế này. Mặc dù là cái lực lượng Việt Kiều cũng như là khách du lịch đông như một số người có nói, nhưng mà cái tỷ lệ mua thì cũng không phải là cao ha. Thì cũng mong là mọi người kinh doanh mua may bán đắt ha mọi người ha. Bây giờ thì mình xin out, mình xin kết thúc cái clip ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.